Rồi, xin chào tất cả các anh em trong audio nha. Hôm nay shop audio Toàn Võ vừa giới thiệu cái sản phẩm cũng không mới cũng không cũ, và đồng thời chia sẻ những cái kinh nghiệm phối ghép bên mình. Nhiều các bạn hay thần tượng những cái cặp loa AR đánh với những cái âm ly Fixer, thì thường đa số mình thấy các bạn hay chơi là chủ yếu là CD là chính. Tại vì cái dòng Fixer này với AR thì những người lớn tuổi á thì các bạn rất là thích chơi hơn, tìm những cái chất âm mộc mạc của nó. Thì đối với những thời đại như bây giờ, công nghệ 4.0 rồi, CD thì nó cũng một cái dĩa CD ít nhất nó chỉ có cái 10 bài thôi, trong đó chỉ có chắc một hai bài mình thích. Mà muốn nghe được cái chất âm hay thì bắt buộc các bạn phải có mua một cái dĩa CD xịn ha. Thì dĩa CD xịn thì nó rất là đắt đắt tiền, mà đâu phải chúng ta lúc nào cũng mua CD đâu ha. Đó thì như mình đây mình cũng chơi cái đầu CD xịn nè, bắt buộc mình phải mua cái dĩa xịn mình chơi, chứ mình mua mấy cái dĩa dởm mình chơi chơi một thời gian một chơi chắc nghe được 5 lần cái tiếng nó bị rè hết chơi được. Cái dĩa xịn ít nhất cũng phải 400-500 ngàn, cái triệu bạc ha. Đó thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn á, là một cái sản phẩm là cái con DAC thôi, chủ yếu là giải mã. Con này là có mã là SU8 phiên bản version 2 ha. Thì cái phiên bản này á, thì nó hãng đã cải cách chất âm tuyệt vời hơn, chip xử lý mạnh hơn, và hai con chip ES9038 mỗi con quýnh một kênh ha. Đó thì đối với thời đại công nghệ 4.0 á, thì chúng ta đa số chúng ta chơi nhạc số. Nhạc số là sao? Là số là nhạc trên mạng, hoặc là nhạc lossless hi-res, hoặc là DSD chất lượng cao. Thì các bạn có thể là sưu tầm, hoặc là các bạn mua hay là gì đó, các bạn download về cái ổ cứng ha. Và chúng ta bắt buộc chơi nhạc số chúng ta phải có trang bị chúng ta một cái máy tính nữa. Thì nhạc số các bạn cũng biết rồi, nó là rất là đa thể loại nhạc, chúng ta không phải tốn tiền mua CD ha, và chúng ta có thể lựa chọn tất cả rất là nhiều album. Như mình ở đây thì mình có rất là nhiều album nhạc ha. Đó, như những cái nhạc này mình đã sưu tầm rất là lâu năm ha. Đó thì với những các bạn mua sản phẩm bên mình đó, thì mình sẽ chép nhạc free cho các bạn hoàn toàn ha, thì vào cái ổ cứng 1T. Đó thì hôm nay thì mình giới thiệu cho các chủ yếu là test cho các bạn nghe thử ha. Những cái với cái cặp loa AR, mình sẽ xài cặp loa AR4 thôi, mình đánh với âm ly Fixer. Thì cái âm ly Fixer này á, thì một số anh em chơi audio thì cũng sẽ rành về nó. Thì nó đã sản xuất năm 1960 ha. Thì cái thời này ở giữa cái công nghệ từ âm ly đèn nó đang chuyển sang âm ly bán dẫn, thì cái những con Fixer này nè thì nó sẽ thừa hưởng những cái chất âm của đèn, mặc dù là âm ly bán dẫn, nhưng mà cái nó được thừa hưởng từ cái công nghệ mà chuyển sang đó, là nó vẫn giữ theo cái tiết tấu mộc mạc của cái âm ly đèn, mặc dù là âm ly linh kiện bán dẫn ha. Đó thì cho ra chất âm nó mộc mạc thì nhiều bạn rất là thích cái con âm ly Fixer, và âm ly Fixer thì không thể hề rẻ ha. Nó một cái giá con âm ly Fixer thì cũng bằng một cái âm ly đèn ha, âm ly đèn mà đời mới bây giờ đó, có nhiều cái rất là đắt 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 tiền âm ly Fixer ha. Rồi ok, mình sẽ test cho các bạn một bài hát, các bạn nghe thử trên cái bộ DAC này của mình ha. Đây mình đang đánh SU8, mình cái nguyên tắc kết nối thì nó cũng dễ thôi. Nhất là các bạn phải trang bị cho ổ cứng ha. Ổ cứng là để làm chi? Để chúng ta sao lưu nhạc chất lượng cao vô. Ổ cứng càng nhiều thì chúng ta có những cái nhiều album nhạc đa thể loại nhạc chúng ta có thể chơi, có thể lựa chọn ha. Như đây mình rất là nhiều. Thì khi mình nói xong thì kết nối như thế này, thì một con DAC kết nối qua máy tính. Máy tính là cái nguồn phát là chính ha. Máy tính qua con DAC, con DAC, DAC xuống âm ly phát ra hai loa ha. Rồi đó, rồi chúng ta, rồi mình sẽ test một bài hát cho các bạn nghe thử. Mưa biên giới,
test xong cái bộ DAC con SU8 phiên bản version 2 này ha, với cái phối ghép với cái bộ âm ly Fisher ha, huyền thoại đánh với cặp loa AR4. Thì như mình cũng đã nói thì các bạn thấy không, thì có khác gì chơi với cái dĩa CD đâu. Đó thì cái âm ly Fisher này nó vẫn giữ nguyên chất mộc mạc của bài hát, và mình phối ghép thêm cái công nghệ 4.0 nữa là cái bộ DAC này vô nữa, thì các bạn có thể chơi được đa thể loại nhạc hơn, các bạn có thể sưu tầm được nhiều album bài hát hơn. Và các bạn đi ra mua một cái dĩa CD xịn từ giá đến 500 cho đến 1 triệu, các bạn mua 5 5 cái dĩa là hết 5 triệu rồi, là bằng một cái quái cái con đát rồi. Đó, chúng ta hãy chơi tất cả các nhạc số luôn, rất là thoải mái ưa thích. Thì mình cũng xin nhắc lại, khi mua sản phẩm bên mình đó, thì mình hỗ trợ chip nhạc chất lượng cao cho các bạn là vào ổ cứng 1T ha. Các bạn có thể gửi ổ cứng cho mình hoặc là mình có thể đi mua cho các bạn ha. Thì cái giá ổ cứng thì 1T thì mình đi mua cho các bạn là 1 triệu 6, 2T là 2 triệu 3 ha, tùy theo nhu cầu của các bạn và kinh tế của các bạn thôi. Đó, thì với cái con SU8 phiên bản version 2 này á, thì mình đang bán với giá rất là hấp dẫn ha, giá đã đao xuống và rất là hấp dẫn, còn 5 triệu 500 ngàn ha. Giá này chưa bao gồm phí ship COD nha các bạn ha. Phí ship COD các bạn vui lòng cộng cho mình thêm 50 ngàn tiền ship COD. Đó, thì mình cái cách mình phối ghép nó cũng đơn giản thôi. Các bạn chơi nhạc số thì các bạn bắt buộc các bạn phải có cái máy tính ha, cái máy tính để chi, để nhiệm vụ nó đọc được cái file trên cái ổ cứng cho chúng ta chép nhạc vô ha, và sau đó nó truyền tín hiệu xuống qua con đát có nhiệm vụ xử lý tín hiệu digital chuyển sang analog rồi xuống âm ly ha. Đó, âm ly sẽ phát ra loa. Đó rồi, ok, mình xin kết thúc video tới đây, xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.